Xin chào, chào mừng tất cả anh chị, các nhà đầu tư và các bạn đã trở lại với kênh channel của mình nha. Hôm nay Thảo rất vui gặp lại tất cả các anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn thời gian qua đã đăng ký ủng hộ kênh. Và để cập nhật tin bất động sản mới nhất, các anh chị vui lòng bấm nút đăng ký miễn phí và bấm chuông thông báo. Mọi ý kiến đóng góp và nhu cầu về bất động sản, anh chị hãy để lại dưới phần bình luận. Thảo xin chúc tất cả anh chị và các bạn và các nhà đầu tư có một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều năng lượng luôn nha. Rồi, hôm nay em xin giới thiệu tất cả anh chị, các nhà đầu tư và tất cả các bạn một cái sản phẩm bất động sản nữa nha. Và sản phẩm bất động sản lần này em xin giới thiệu cho tất cả anh chị, các nhà đầu tư một cái căn nhà gỗ gõ đỏ nha tất cả anh chị, và có một cái vườn mít luôn, rất là khủng luôn nha, với tổng diện tích lên đến 7.000 mét vuông nha tất cả anh chị. Gần 7.000, trên dưới là 7.000 mét vuông. Thì lô đất này thuộc khu phố 1 của thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nha tất cả anh chị. Thì trên màn hình tất cả anh chị, đây là đường hướng vào đất nha tất cả anh chị. Thì xe du lịch 16 chỗ, xe tải 5 tấn là có thể vô đất được nha tất cả anh chị. Một cái nhà gỗ gõ đỏ vườn mít rất là khủng luôn nha. Xung quanh rất là thơ mộng luôn nha tất cả anh chị. Cây đây là cái con đường đi vào đất nha. Có những cái hàng cao rất là đẹp luôn nha tất cả anh chị. Em xin nhắc lại nha, đây là một sản phẩm rất là khủng luôn, nhà gỗ gõ đỏ vườn mít với hơn 500 gốc mít nha tất cả anh chị, vườn hẳn hồi luôn. Cách ngay chỗ biệt thự Bella Villa của Đức Hòa là rất là gần, chỉ có 800m thôi nha. Còn cách chợ Cầu Sáng là khoảng, nếu mà đi theo đường chim bay khoảng 8km, đi đúng đường cỡ khoảng 11km nha tất cả anh chị. Là giáp ranh thị trấn Sài Gòn nha, là khoảng 11km nếu các anh chị giáp ranh thị trấn Đức Hòa. Còn nếu mà chợ từ ngay chỗ chợ Bà Hôm á, ngay chỗ tỉnh lộ 10 á, thì khoảng tầm khoảng 22km nha tất cả anh chị. Các anh chị khu vực Nguyễn Văn Linh đâu đó, đi đường DT 10 được cái đường tỉnh lộ 10 nha tất cả anh chị. Thì trên màn hình tất cả anh chị, đây là cái con đường phía trước của cái lô đất nha. Nói chung con đường này là con đường thông nha tất cả anh chị. Xung quanh thì nhà cũng rất là đông đúc luôn. Đây là cái cổng rào của cái lô đất nha tất cả anh chị. Hệ thống hàng rào rất là đẹp luôn, kiên cố. Thì mình chỉ cần mở chìa khóa là sử dụng nha tất cả anh chị. Bên trong là một bên trái là một cái nhà gỗ gõ đỏ cực khủng luôn nha tất cả anh chị. Cặp bên hông này là một cái vườn mít rất là đẹp. Sản phẩm này rất là VIP luôn nha tất cả anh chị. Hệ thống hàng rào rất là kiên cố. Có mấy cây vú sữa nè, cây vú sữa cũng rất là lớn nha tất cả anh chị. Cặp bên cái căn nhà gỗ gõ đỏ là một cái ao nuôi cá nha tất cả anh chị. Thì các anh chị có thể đi, để một tí nữa em sẽ review tổng quan tổng thể cái căn vườn này nha tất cả anh chị, rất là đẹp luôn. Thì lô đất này thuộc khu phố 1 thị trấn Đức Hòa nha tất cả anh chị, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Trên dưới là 7.000 mét vuông. Đất hiện tại là trên sổ là thể hiện là đất lúa nha tất cả anh chị. Có thể chuyển được đất ở nha, đất ODT là đất đô thị nha tất cả anh chị, có thể chuyển được nha. Thì tùy theo cái nhu cầu anh chị muốn chuyển bao nhiêu thì chuyển nha tất cả anh chị. Em xin nhắc lại nha, đây là một cái căn nhà gỗ gõ đỏ, cách biệt thự cái khu biệt thự Bella Villa ở Đức Hòa là chỉ có 800m thôi. Còn cách chợ Cầu Sáng là khoảng 11km. Còn cách ngay chỗ chợ Bà Hôm á, đối với các anh chị nào ở bên Nguyễn Văn Linh đi theo DT10 thì tầm khoảng 22km. Giáp ranh Sài Gòn, Cầu Sáng là 11km nha tất cả anh chị. Cách chợ Đức Hòa tầm khoảng 1,1km nha, rất là gần luôn. Có hơn 500 gốc mít và trên dưới là 60 gốc mai nha, rất là đẹp. Cây mai nào cũng cực khủng nha tất cả anh chị.
Nói chung thì em chỉ quay review sơ sơ thôi, cho các chị hình dung và biết được cái căn vườn gồm có những gì nha. Thì chủ sẽ bán hết toàn bộ trên vườn luôn nha các chị, gồm có nhà gỗ, gõ đỏ và vườn mít và mai luôn nha. Thì các anh chị mua sở hữu thì các anh chị sẽ về chơi thôi, chỉ cần mở cửa là các anh chị vô chơi thôi nha các chị. Bên trong phía sau có 3 căn chòi rất là đẹp nha các anh chị. Thì để một tí nữa em sẽ quay cho các chị coi rõ chi tiết của từng căn chòi nha các anh chị. Thì với tổng diện tích trên dưới 7.000 m², với mặt tiền là ngang khoảng 26.5 m nha các anh chị, nhân vô 161 m, nở hậu là 60 m nha các anh chị. Thì để một tí nữa em sẽ quét lên không ảnh cho tất cả anh chị xem rõ cái hình dạng lô đất như thế nào luôn nha. Một sản phẩm như thế này rất là đẹp nha các anh chị. Đây là những cây mai ở trong cái vườn chủ đã trồng vô chậu, sắp xếp rất là có thứ tự luôn. Đây là một cái căn nhà kho nha các anh chị, để những một số vật dụng cần thiết để làm vườn đồ đó. Nói chung cũng cơ bản. Chủ sẽ bán toàn bộ những gì trên đất nha. Một căn nhà gỗ gõ đỏ luôn. Thì một tí nữa em sẽ quay review cái căn nhà gỗ đỏ như thế nào nha. Thì theo thông tin của chủ nhà nói với mình, thì căn nhà gỗ đỏ này và 3 căn chòi thì chủ mua hơn 50 khối gỗ đỏ nha tất cả chị, hơn 50 khối gỗ đỏ. Thì kiến trúc này được xây dựng nhờ thợ ở từ Nghệ An về làm nha tất cả chị. Một căn vườn này làm xây dựng kiên cố tốn mất thời gian cũng hơn 1.5 năm nha tất cả chị. Hơn 1.5 năm là hơn 18 tháng á, để có một cái sản phẩm như thế này để cho các chị tham quan tham khảo, và cũng có thể các chị sẽ mua sở hữu sử dụng như thế này rất là đẹp nha các chị. Thì hơn trên dưới là 60 gốc mai nha, lớn nhỏ là những gốc mai lớn nha các chị, trên tầm khoảng 60 gốc mai. Thì chủ sẽ bàn giao toàn bộ cho các anh chị luôn. Có một bộ dán gỗ khoảng 2 tấc nha các anh chị, rất là đẹp luôn. Thì một tí nữa em sẽ quay cho anh chị xem sản phẩm đó, một sản phẩm rất là đẹp luôn, cực vip luôn nha các anh chị. Rồi em sẽ không để cho tất anh chị các nhà đầu tư đợi lâu, em xin cập nhật giá bán chính chủ lô đất này nha tất anh chị. Thì lô đất này có diện tích là trên dưới 7.000 m² nha. Đất hiện tại trên sổ là đất lúa nước, có thể chuyển đất ở, đất ODT là đất đô thị nha các anh chị, thuộc khu phố 1 thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, với mặt tiền xe hơi, xe du lịch 16 chỗ, xe tải 5 tấn là tới đất được, ngang là 26.5 m, nhân vô là 161 m, nợ hậu 60 m nha. Nói chung là em báo tương đối thôi nha các anh chị. Thì các anh chị có nhu cầu thì có thể kêu địa chính phòng tài nguyên đo đạt lại kiểm tra diện tích nha. Vì diện tích là trên dưới 7.000 m². Và giá bán chính chủ của lô đất này là 35 tỷ nha các anh chị. 35 tỷ cho cái căn nhà gỗ gõ đỏ và vườn mít hơn 500 gốc mít nha. Thì trên màn hình các anh chị, đây là cái hướng ra cái vườn phía sau, có chanh dây, chủ trồng rất là đẹp luôn, trái rất là nhiều luôn nha các anh chị. Có toilet, có nhà vệ sinh nè, có cả phòng nghỉ ngơi luôn, là có 2 phòng, đầy đủ luôn nha các anh chị. Các anh chị chỉ cần mua sở hữu, mở chìa khóa, mở cửa là vô sử dụng thôi nha tất cả anh chị. Một sản phẩm giáp ranh của Sài Gòn thì thuộc thị trấn Đức Hòa, khu phố 1 nha tất cả anh chị. Xin lỗi nha tất cả anh chị, thuộc khu vực 1 thị trấn Đức Hòa, giáp ranh Sài Gòn chỉ có 11 km. Nếu là các anh chị ở khu vực Cầu Sáng là khoảng 11 km. Còn nếu các anh chị ở Nguyễn Văn Linh thì các anh chị đi ngay chỗ chợ Bà Hôm á là tầm khoảng 22 km nha.
các anh chị có thể đi theo đường DT10 hay là đường tỉnh lộ 10 nha các anh chị. Thì trên màn hình các anh chị á, nói chung là chủ đã xây hàng rào kính trong diện tích 7.000 mét vuông này nha các anh chị. Thì trồng mít và xen kẽ mai, thì mỗi một lít mít á, vậy sẽ có một cái mương nhỏ để thả cá nha. Thì trên cái mương này á, có rất là nhiều cá luôn, đa phần hiện tại là cá đồng, cá rô á, cá rô đồng. Thì chủ mua cá rô non á, về thả nha, thả lên ao nên cá rất là nhiều luôn nha các anh chị. Ở bên hông này thì đây là có một cái hàng mít. Trên màn hình các anh chị nhìn rất là rõ, có 3 căn nhà lá, căn nhà chòi. Thì kiến trúc gỗ bên trong cũng là gỗ đỏ luôn nha các anh chị. Thì đây có một cái làm cái nhà kho nhỏ nha, cũng là cây gõ đỏ luôn. Thì chủ sử dụng và mua khoảng là 50 khối gỗ gõ đỏ để tạo nên một cái nhà gỗ gõ đỏ này nha các anh chị. Thì đi thẳng chạy dài ra luôn phía sau, từ ngoài lộ là chạy thẳng vô là khoảng 161 mét, với mặt tiền ngang là 26,5 mét nha các anh chị, nở hậu là khoảng 60 mét nha. Thì có một số anh chị khu vực Sài Gòn cũng như là các anh chị Việt Kiều có cũng thường alo cho em để tìm những cái căn nhà vườn và biệt thự vườn đồ đó để sử dụng, để mua về chơi, để làm nơi nghỉ dưỡng. Thì đây là một cái căn nhà rất là đẹp nha các anh chị. Rất là mát luôn, đi vô cái những căn nhà chòi như thế này là cảm giác mát lạnh luôn nha các anh chị. Nói chung thì em chỉ quay review sơ sơ phía sau này thôi nha các anh chị. Hai bên thì chủ trồng hai hàng mít, có hệ thống nước tưới tiêu luôn nha, tường rào kính ranh móc rõ ràng hết nha các anh chị. Giá bán chính chủ là 35 tỷ cho diện tích 7.000 trên dưới 7.000 mét vuông nha. Thì các anh chị có thể kiểm tra diện tích thực tế lại bằng cách nhờ Tài nguyên Môi trường đo đạc lại nha các anh chị. Một căn nhà gỗ gỗ đỏ thì rất là đẹp luôn, với gỗ kiến trúc gỗ rất là VIP nha các anh chị. Thợ từ Nghệ An vào và để tạo ra nên một cái nhà vườn tuyệt đẹp như thế này. Thì căn nhà này nỉ một tí nữa em sẽ review. Thì hiện tại em sẽ quay tổng quan cũng như là cái khuôn viên của cái căn nhà này nha các anh chị. Đó, cá rất là nhiều, các anh chị có thể nhìn thấy nha. Bên dưới cá đó là cá rô đồng, nên các anh chị chỉ cần câu, hoặc là các anh chị dùng cái chài nhỏ, các anh chị có thể chài bắt lên mình kho khô, hoặc kho khô tiêu á, hay là các anh chị nấu canh, hay là các anh chị làm lẩu mắm, tùy theo mình thôi nha. Cá như mình thả là như là cá thiên nhiên luôn nha các anh chị. Mít thì bắt đầu đã cho trái rồi nha. Đây là một cái vườn nhà gỗ rất là đẹp mà gần Sài Gòn nữa. Thì những căn như này cũng rất là hiếm nha các anh chị. Thì đôi khi các anh chị bỏ tiền ra mua sở hữu những căn để theo vị trí cũng như là những cái sản phẩm có sẵn thì cũng rất là khó nha. Cá rất là nhiều nha các anh chị, các anh chị nhìn ha. Cá này là cá rô đồng nha các anh chị. Cá này chủ thả thiên nhiên nha. Mua cá còn nhỏ đó, cá rô non thì chủ đổ xuống thì cá sẽ tự động ăn những thức ăn bên dưới đáy hồ để sống cũng như là lớn nha các anh chị. Khuôn viên rất là rộng. Thì em sẽ quay review cái căn nhà chòi này là có 3 căn. Những căn này là đều là cây bằng gỗ gõ hết nha các anh chị. Có một cái tấm dán bằng gỗ nằm ngay vị trí này thì mình nằm nghỉ trưa rất là mát. Lợp lá nha các anh chị.
các anh chị vào ở sử dụng làm nơi nghỉ dưỡng rất là tuyệt luôn. Gỗ là bằng gỗ đỏ. Em xin nhắc lại nha, giáp ranh Sài Gòn ngay chỗ cầu Sáng là khoảng 11 km, cách khu công nghiệp Đức Hòa Hạ khoảng 4 km thôi nha các chị, cách chợ Đức Hòa tầm khoảng 1,2 km thôi, 1,2 km nha các anh chị. Tổng diện tích là hơn trên dưới 7.000 m2, thì giá bán chính chủ là 35 tỷ nha các anh chị. Chạy thẳng dài ra phía sau luôn, có hàng rào kính luôn căn nhà nha các anh chị, tròn luôn, nói chung là đất tới đâu thì hàng rào tới đó nha các anh chị, rất là kiên cố, an ninh rất là tốt nha. Các anh chị chỉ cần mua và sở hữu, mở cửa là sử dụng nha các anh chị. Rất là đẹp, rất là VIP luôn. Em xin nhắc lại nha các anh chị, những sản phẩm bất động sản bên em đều là sản phẩm chính chủ hết. Thì các anh chị cảm thấy ưng ý thì cứ liên hệ qua bên em, liên hệ vào số điện thoại 0828 367 167 gặp em là Quỳnh Thọ nha tất cả chị, và em sẽ tư vấn cho tất cả chị những cái sản phẩm bất động sản á, phù hợp vào túi tiền nè, phù hợp vào hướng và phù hợp vào cái nhu cầu các anh chị luôn nha. Thì trên màn hình tất cả chị em quay á, có một cái bầy rồng rồng hay là bầy cá lóc con nha tất cả chị, được gọi là cá rồng rồng. Thì đôi khi một số các anh chị Việt kiều không biết về những cái con cá đó, thì đó là một con cá rồng rồng, được gọi là con cá lóc con nha các anh chị, cá lóc á, cá lóc đồng rồi đó, thì sau này nó lớn lên trở thành cá lóc nha các anh chị. Ở mé bên hông á thì tổng cộng á trên diện tích thì có 3 căn nhà chòi nha, một cái căn nhà chòi nhỏ để làm cái kho, ở bên hông này đi thẳng dài vô thì có 2 phòng nghỉ, cũng đơn giản thôi nha, có nhà bếp cơ bản thôi nha tất cả chị. Cái căn nhà gỗ này á mới cực kỳ VIP nha tất cả chị, rất là đẹp luôn. Xe hơi, xe du lịch 16 chỗ cũng như là xe tải 5 tấn là mình tới đất là vi vu luôn nha tất cả chị. Thì phía trước cái căn nhà gỗ này á, sân bãi rất là rộng luôn nha. Chủ có thiết kế để một số giàn mai, tầm khoảng 60 gốc mai to nha các anh chị, rất là đẹp. Thì chủ bán sang nhượng cho các anh chị sẽ bán toàn bộ những cây trên vườn cũng như là căn nhà gỗ này luôn nha các anh chị, bán hết toàn bộ luôn. Các anh chị chỉ cần mở cửa là vô sử dụng nha. Những cái cột gỗ đỏ này rất là to luôn. Em không có đo thử là hoành bao nhiêu nhưng rất là khủng, cực kỳ lớn nha tất cả chị. Kiến trúc thì được thợ từ Nghệ An vào để thiết kế cũng như là tạo ra những cái sản phẩm như thế này nha. Đây là một cái tấm dán gỗ này thì không lớn lắm, nhưng tấm bên đây là rất là to nha, một gang tay em nha tất cả chị, gỗ đỏ 2 tấc nha tất cả chị, là đặt luôn, đúc nguyên khối là 2 tấc, là nguyên một tấm lớn nha các anh chị. Kiến trúc gỗ này rất là đẹp luôn. Khi các anh chị vào bước vô căn này rất là mát nha các anh chị. Nói chung về kiến trúc xây dựng về gỗ thì em không có rành lắm, thì em chỉ quay review sơ sơ cho các anh chị xem, các anh chị có thể đánh giá được cái căn nhà như thế này rất là VIP hay không nha tất cả chị, rất là đẹp, bước vào là mát lạnh luôn nha tất cả chị. Thì phía trước có một cái bộ dán gỗ nữa, thì cực khủng nhất là tấm dán gỗ 2 tấc nha, bằng gỗ đỏ, rất là mát. Em xin nhắc lại nha tất cả chị, tổng diện tích trên đất là trên dưới 7.000 m2, đất hiện tại là đất lúa, thì đất này có thể chuyển được đất ở, đất ODT nha tất cả anh chị, là đất đô thị nha, các anh chị có thể chuyển đổi mục đích là đất đô thị.
thì với mặt tiền là ngang khoảng 26,5m, nhân vô là 161m nha các anh chị, nở hộ là 60m. Một mảnh vườn rất là rộng luôn. Mé bên hông có một cái ao cá nữa. Rất là tuyệt vời nha, rất thích hợp cho các anh chị về để làm nhà nhà vườn nghỉ dưỡng. Những cái buổi làm việc căng thẳng cũng như là những cái buổi cuối tuần nha. Thì giá bán chính chủ là 35 tỷ nha tất anh chị. Những cái sản phẩm bất động sản bên em các anh chị đều gặp được chính chủ hết nha. Thì ai đứng tên đất là các anh chị sẽ gặp được ngay người đó nha tất anh chị. Giá bán chính chủ là 35 tỷ. Cách chợ Đức Hòa khoảng 1,1 km thôi nha tất anh chị. Cách Sài Gòn nếu mà các anh chị ở khu vực Cầu Sáng là tầm khoảng 11 km. Cái chợ Bà Hôm là tầm khoảng 22 km nha tất anh chị. Và hiện tại bên em đang nhận ký gửi cũng như là tìm kiếm những cái sản phẩm bất động sản theo yêu cầu. Thì các anh chị đang có nhu cầu tìm đất ruộng nè, đất mặt tiền, đất kho xưởng bãi hay là tìm nhà thì cứ liên hệ qua anh em. Bên em sẽ cố gắng tìm kiếm cũng như là đáp ứng những cái sản phẩm bất động sản phù hợp cho tất cả anh chị luôn nha. Thì đối với một số anh chị hay tìm kiếm những cái lô đất công nha, một công, hai công, thì bên em có những cái sản phẩm đó luôn nha tất cả anh chị. Thì tùy theo cái sản phẩm thôi. Thì đa phần là đất mẫu nha tất cả anh chị. Chủ thường là bán nguyên một lô, anh chị mua lẻ là chủ cũng không bán được đâu nha. Còn đối với những lô đất công á, thì tùy theo vị trí cũng như là tùy theo cái khu vực mà giá cả nó sẽ khác nhau hết nha tất cả anh chị. Thì hiện tại em có số một số sản phẩm á, tầm gọn gọn tài chính dưới 1 tỷ hoặc là trên 2 tỷ cũng có nha. Thì tùy theo nhu cầu các anh chị thôi nha tất cả anh chị. Thì em có thể dẫn cho các anh chị xem và tìm hiểu những cái bất động sản theo khu vực nha tất cả anh chị, và cũng như là theo nhu cầu của các anh chị luôn nha. Thì hiện tại các chốt thông thương của Long An và Sài Gòn đã mở cửa rồi hết nha tất cả anh chị. Thì các anh chị có thể đi ô tô hoặc là xe máy đi thực tế xuống đất được rồi nha tất cả anh chị. Thì các anh chị trước khi đi á, nhớ alo anh em trước một ngày nha tất cả anh chị, để em sắp xếp thời gian cho các anh chị trực tiếp dẫn cho anh chị coi đất cũng như là đón tiếp các anh chị nha. Em quên mất, thì cái sản phẩm bất động sản này có diện tích là 7.000m² với mặt tiền 26,5m nhân vô 161m, nở hậu là 60m, có hướng phong thủy là hướng Tây Bắc nha tất cả anh chị, hướng Tây Bắc. Thì các anh chị nào đang tìm kiếm một cái căn nhà vườn để chơi, một căn nhà gỗ đó, kiến trúc gỗ bằng gỗ đỏ để chơi, thì phù hợp vào hướng Tây Bắc nữa, thì đây là một cái sản phẩm dành cho các anh chị luôn nha. Và giá bán chính chủ là 35 tỷ nha các anh chị. Nói chung thì các anh chị thiện chí thì liên hệ qua anh em, các anh chị sẽ xem đất và gặp được chính chủ nha. Một cái căn nhà kiến trúc gỗ gõ đỏ, vườn mít hơn 500 cây nha tất cả anh chị. Và trở lại những cái sản phẩm bất động sản này nha tất cả anh chị. Sản phẩm đây là một cái căn nhà gỗ gõ đỏ với tổng diện tích trên dưới 7.000m², đất hiện trạng là đất lúa nha tất cả anh chị, có thể chuyển được đất ở. Thì nói chung thì một số các anh chị Sài Gòn cũng đừng quá lo lắng về việc người Sài Gòn không thể đứng tên được đất lúa cũng như đất nông nghiệp. Thì bên em sẽ có một số anh chị tư vấn và làm hồ sơ cam kết cho anh chị có thể sở hữu và đứng được đất lúa nha tất cả anh chị. Cũng cực kỳ đơn giản thôi nha. Các anh chị nào có nhu cầu muốn tư vấn về đứng được đất lúa thì cứ liên hệ qua anh em nha. Liên hệ vào số điện thoại 0828367167. Em sẽ tư vấn cặn kẽ cũng như là rõ ràng cho anh chị luôn nha. Em xin nhắc lại nha, lô đất này cách chợ Cầu Sáng tầm khoảng 11 km nha. Cách chợ Bà Hôm ngay chỗ DT tỉnh lộ 10 á là khoảng 22 km. Thì các anh chị có thể từ Nguyễn Linh đi theo đường tỉnh lộ 10 để hướng về thị trấn Đức Hòa xem đất nha tất cả anh chị. Còn đối với giáp ranh Sài Gòn thì cách ngay chỗ Cầu Sáng chỉ có 11 km thôi. Một cái căn nhà vườn gỗ có hệ thống rào kính luôn nguyên cái khuôn viên nha tất cả anh chị, rất là đẹp, rất là VIP luôn. Giá bán chính chủ
35 tỷ nha tất cả anh chị. Rồi trên màn hình tất cả anh chị, đây là cái hình dạng lô đất nha. Em quét lên không ảnh mang tính chất tương đối cho các anh chị tham khảo và hình dung được nó như thế nào nha tất cả anh chị. Ngang là khoảng 26,5m, chạy dài vô một cạnh là 161m, một cạnh là 164m, và phía sau lô đất nở hậu là 60m nha. Thì phía sau lô đất này thì cách ra ngoài lộ nhựa rất là gần nha các anh chị. Thì có thể tương lai thì chủ sẽ mở một cái con lộ ở phía sau của lô đất này nha các anh chị. Rồi trên màn hình tất cả anh chị, đây là hướng Tây Bắc, hướng của cái lô đất này nha các anh chị. Hướng của cái con lộ á, cái cửa, cổng cửa nó quay theo cái hướng Tây Bắc nha các anh chị. Thì các anh chị đang tìm kiếm một cái căn nhà vườn nghỉ dưỡng mở cửa để sở hữu và cũng như là về chơi là phù hợp cho các anh chị luôn nha. Thì đây là một cái căn nhà mà cũng có nhiều anh chị khu vực Sài Gòn cũng như là ở Việt Kiều nước ngoài liên hệ qua bên em. Nói chung thì em sẽ quay review cơ bản như vậy thôi. Các anh chị có nhu cầu thì cứ liên hệ qua anh em, các anh chị sẽ gặp được chủ nha, để sở hữu căn nhà gỗ gõ đỏ vườn mít hơn 500 gốc mít và hơn tầm 60 gốc mai lớn nha tất cả anh chị, để sở hữu nha tất cả anh chị, gặp được chính chủ và sở hữu luôn. Thì trên màn hình tất cả anh chị đó là cái vị trí ngay lô đất nha. Còn đây là khoảng cách từ vị trí lô đất về tới chợ Đức Hòa, thì em đo khoảng cách nó tầm khoảng 1,1 km nha tất cả anh chị, rất là gần luôn, ngay chỗ vị trí trung tâm cũng như là vị trí cực kỳ VIP ở thị trấn Đức Hòa nha tất cả anh chị. Đất thuộc khu phố 1, xin lỗi nha tất cả anh chị, đất thuộc khu vực 1 thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nha tất cả anh chị. Giá bán chính chủ là 35 tỷ cho tổng diện tích là 7.000 m² nha, trên dưới 7.000 m². Còn đây là khoảng cách từ vị trí lô đất tới lộ DT824 là khoảng 600 m² nha. Còn đây là cái điểm chấm đỏ lớn nhất á, đó là mặt tiền của lô đất. Ở phía sau lô đất á thì sắp tới chủ sẽ mở một cái con lộ thông ra lộ nhựa nha, rất là gần luôn nha tất cả chị. Còn đây là vị trí lô đất tới khu biệt thự Bella Villa của Đức Hòa là tầm khoảng 814m nha tất cả chị. Và đây là khoảng cách từ vị trí lô đất nếu đo theo đường chim bay tới ngay chợ Cầu Sáng thì khoảng 8,1 km. Nếu anh chị đi đúng đường chạy vòng vòng cũng tầm cỡ 11 km nha tất cả chị. Đó là khu vực giáp ranh Sài Gòn của cánh Đức Hòa nha tất cả chị. Còn đây là cách khu công nghiệp Đức Hòa Hạ nha, tầm khoảng 3,9 km. Còn đây là cái chỗ vị trí màu trắng chấm nha các anh chị, có thể nhìn rất là rõ. Ở mé ngoài là lộ DT824, ở mé phía trên đó là thị trấn Đức Hòa, thì ngay chỗ DT10 á, đó là tỉnh lộ 10. Thì đối với các anh chị khu vực Nguyễn Văn Linh thì có thể đi theo đường tỉnh lộ 10 về vị trí thị trấn Đức Hòa để xem đất nha. Có lẽ khoảng cách chợ Bà Hôm cũng như là khu công nghiệp Tân Tạo tầm khoảng 17 km theo đường thẳng cũng như là đường chim bay, hoặc các anh chị đi theo đúng đường thì cũng cỡ tầm cỡ 22 km nha tất cả chị. Và mỗi video em đều để mã số video hết nha tất cả anh chị, trước video đều có mã số video. Thì các anh chị ưng ý về sản phẩm nào nhớ alo anh em báo về mã số video để em cập nhật sản phẩm đó còn hay là đáo án nha tất cả anh chị. Và các anh chị đừng quên bấm nút like và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất về bất động sản, và biết đâu đó các anh chị sẽ tìm được những sản phẩm bất động sản thật là ưng ý. Chúc cho tất cả anh chị và các bạn, các nhà đầu tư sở hữu những sản phẩm bất động sản thật là đẹp, thật là VIP và với giá tốt nhất thị trường luôn nha. Em cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều.